Thưa quý vị, tối qua vào lúc 20 giờ, một tàu chở hàng có tải trọng 1.000 tấn đã gặp tai nạn do sóng lớn khiến con tàu bị lật úp tại sông Xoài Rạp thuộc huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Công tác cứu hộ cứu nạn đã được triển khai ngay trong tối ngày hôm qua với sự tham gia của nhiều lực lượng. Và tính đến chiều ngày hôm nay thì 12 thuyền viên đã được cứu sống và 4 người thì vẫn còn mất tích. Ngay thời điểm tàu Hoàng Phúc 18 gặp nạn tại phao số 5 luồng Xoài Rạp thuộc địa phận Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, một xà lan đi ngang đã kịp thời cứu sống được 12 thuyền viên. Ngay trong đêm, các lực lượng cứu hộ của biên phòng thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã có mặt tìm kiếm cứu nạn. Nhiều phương tiện như trực thăng, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư cũng đã có mặt. Nhóm thợ lặn và người nhái đã cố gắng tiếp cận khoang tàu chìm. Tuy nhiên, chỉ sau khi khoan một mũi nhỏ phía đuôi tàu và lặn sâu vào bên trong mới cứu được một thuyền viên tên Tường trong tình trạng hoảng loạn vào 13 giờ 30 phút chiều nay. Đến lúc này, trực thăng cứu hộ và nhóm thợ lặn đã rút khỏi hiện trường. Tình hình thời tiết khá xấu, thủy triều lên và sóng lớn khiến việc tìm kiếm khó khăn. Công tác cứu nạn vẫn tiếp tục triển khai theo hai hướng, trong lòng tàu và ngoài lòng sông để tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn còn mất tích. Đổ dầu vô trước anh Tân.